8 giờ 30 phút sáng, hàng chục phương tiện xe tải chở đất tập kết ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó lưu thông trên tuyến quốc lộ 1. Hầu hết các phương tiện này đều chở đất vượt thùng cho phép và có dấu hiệu vi phạm quá khổ quá tải. Điều đáng nói là trên tuyến quốc lộ 1 luôn có các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao mà các phương tiện này vẫn có thể vượt trạm và vô tư lưu thông. Không chỉ vận chuyển trên quốc lộ 1 mà các phương tiện chở quá khổ quá tải còn hoành hành tại các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên huyện liên xã. Tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, chỉ trong vòng 30 phút, chúng tôi đã ghi nhận đến hàng chục phương tiện xe tải chở vật liệu xây dựng vi phạm hoạt động. Bụi bặm, đất đá rơi vãi ngập đường sau mỗi chuyến xe. Nhà bụi không nổi hết. Đây là ô nhiễm môi trường là 3 giờ dậy đi rồi đá tới sỏi thì không nổi văng khắp nhà khắp cửa là. Trong thời gian vừa qua thì cái tình trạng xe quá khổ quá tải hoạt động trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên thì vẫn diễn ra. Và diễn ra rất là phức tạp. Chúng tôi là đang còn nhiều công việc đột xuất nên là chưa giải quyết được triệt để vấn đề này. Ngoài địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tình trạng xe quá khổ quá tải hoạt động còn diễn ra phổ biến tại thị xã Kỳ Anh, huyện Hương Khê, Hương Sơn. Tuyến đường này được nhà nước đầu tư để phục vụ việc lưu thông, sản xuất cho người dân. Thế nhưng, với thực trạng xe quá khổ quá tải hoạt động như thế này đã khiến con đường bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn và người phải gánh chịu không ai khác. Đó chính là những người dân sinh sống nơi đây.